Khi trực tiếp tư vấn cho các bệnh nhân, mình gặp nhiều trường hợp, ví dụ như là chỉ ăn chay trường nhiều năm mà vẫn bị mỡ máu. Hoặc có những bệnh nhân chỉ có 4 năm đến 46kg thôi mà cũng bị mỡ máu. Có nhiều trường hợp còn nói với mình là cô gần như chỉ ăn đồ luộc, không bao giờ ăn đồ xào nấu hoặc đồ mỡ. Vì sợ mỡ dẫn tới tim mạch và huyết áp, nhưng lại mắc rất nhiều bệnh lý. Vậy bản chất của chất béo là gì? cách sử dụng chất béo thế nào cho đúng mình cùng bàn luận trong video này nhé chào mừng các bạn đến với kênh chân thiện mỹ bách niên chất béo là một thành tố cực kỳ quan trọng trong sự sống của con người tuy nhiên do ngày nay rất nhiều bệnh lý được sinh ra do cơ thể tích tụ nhiều chất béo như là cao huyết áp sơ vữa động mạch ai biến mạch máu não và cũng có nhiều bệnh lý sẽ làm tích tụ chất béo ở trong cơ thể, ví dụ như là đái tháo đường, bệnh gan nhiễm mỡ, nên thường chúng ta sẽ có một tâm lý chung đó là sợ chất béo. Nhưng các bạn có biết rằng nếu như không có chất béo thì cơ thể chúng ta sẽ thế nào không? Câu trả lời chắc chắn chúng ta sẽ không thể sống nổi. Vì chất béo giúp ta giữ ấm cơ thể. Chúng ta không thể sống sót qua mùa đông lạnh lẽo nếu không có chất béo. 60% não bộ được hình thành từ chất béo. Nếu não bộ không đủ chất béo sẽ ảnh hưởng rất lớn tới trí nhớ, đến sinh hoạt và học tập. Chất béo đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc sản xuất hormone estrogen ở nữ giới, sản xuất leptin, insulin và cả hormone tăng trưởng GH. Những đường cong mềm mại của nữ giới rất cần sự có mặt của chất béo. Testosterone của nam giới cũng rất cần có chất béo hỗ trợ. Thêm nữa, một số các vitamin tan trong dầu như là vitamin A, D, E, K cần tới chất béo để hòa tan chúng. Điều này giải thích tại sao các cái món ăn như là salad thì chúng ta thường là trộn dầu thực vật ở bên trên. Mình còn nhớ rất rõ ràng hồi xưa khi mà nhà mình bổ mít, ông bà ta xưa cứ có một thói quen là lấy lá mướp, lá bí để lau nhựa mít trước khi bóc muối mít ra và có một lần xuống thành phố thì mình cứ đi tìm lá mướp và lá bí xem nó ở đâu kiểu như là cảm giác rất là bế tắc mình còn nhớ như in những cảm giác lúc đó mặt cứ tần ngần ra trông rất là buồn cười vì lúc đó mình còn rất bé rồi mình mới nghĩ rằng là tại sao mình phải như vậy nhỉ mình lấy một túi bóng sạch để lau nhựa mít và sau đó mình mới thấy là rất hiệu quả và sạch sẽ rồi đến một công đoạn thứ hai đó là bổ mít xong mình nhớ ông bà mình hồi xưa đó là hơ cái dao ở trên bếp củi, sau đó dùng giấy để lau nhựa mít đi. Còn tay mà bị dính nhựa mít thì sẽ dùng vài hạt lạc nhai kỹ, sau đó nhả bã ra, xoa đều trên tay rồi rửa sạch đi là hết nhựa mít. Trong miền Nam nó gọi là đậu phộng. Thì lúc đó mình nhìn xung quanh thì không biết kiếm đâu ra lạc hay đậu phộng bây giờ. Và cái mặt lúc đó trông còn nguy hiểm hơn. Một cái cách nữa đó là cho tay vào trong thùng gạo sau đó là xoa cái tay đi nó cũng sẽ hết nhựa mít thế rồi mình mới nghĩ là à hình như là trong hạt lạc nó có dầu và trong gạo thì cũng có dầu nên là nó sẽ dễ rửa tay hơn thế là mình mới lấy dầu ăn mình đổ lên tay xoa đều tay rồi rửa bằng xà phòng như vậy là sẽ loại bỏ hết nhựa mít và cuối cùng mình đưa ra một kết luận đó là nhựa mít tan trong dầu sau này thì mình dùng dầu để rửa dao luôn và rất là sạch ngoài ra thời xưa ở trong nhà mình thì thường xuyên có cái đèn dầu chúng ta thường lấy dầu hỏa ở trong đèn dầu để rửa dao mỗi khi bị dính nhựa mít mình biết đây là cách có rất nhiều người biết nhưng nếu để nói rộng ra chất béo là chất để tạo ra dịch nhầy ở trong các niêm mạc ví dụ như niêm mạc mắt niêm mạc mũi họng niêm mạc thực quản niêm mạc dạ dày niêm mạc ruột non ruột già nếu như không có lớp dịch nhầy này thì các chất cặn bã và mảng bám sẽ bám xung quanh và làm hại cơ thể. Đó chỉ là một số trong số vô vàn các tác dụng của chất béo đối với cơ thể. Vậy đối với máu thì sao? Mỡ máu liệu có nguy hiểm như các bạn nghĩ không? Bản chất mỡ máu được chia làm hai loại, đó là cholesterol và triglycerides. Khi các bạn nhìn vào kết quả xét nghiệm ấy, thì các bạn nên quan tâm đến ba chỉ số, đó là LDL hay còn gọi là LDL, HDL hay còn gọi là HDL và triglycerides trong đó cái chỉ số HDL đó là mỡ tốt, LDL là mỡ xấu. HDL có nhiệm vụ đó là gom mỡ xấu về gan để tái tạo lại, nó giống như tái chế lại để cho cơ thể sử dụng. Còn LDL thì nó sẽ bám vào các cái thành mạch tạo nên các mảng sơ vữa. Còn triglyceride là một loại chất béo rất quan trọng để cấu tạo nên vỏ của tế bào. Thế cho nên các bạn thấy là dù có là loại mỡ nào, thì nó cũng sẽ có một khoảng nhất định. Và nếu như mỡ ở trong cái khoảng đó, thì nó sẽ không gây hại cho cơ thể. Triacylglycerid sẽ kết hợp với cholesterol ở trong ruột non để tạo ra năng lượng cho cơ thể. Cho nên chất béo có vai trò rất quan trọng trong việc sinh năng lượng đối với cơ thể. Nó được tích trữ tại gan và các tế bào mỡ và các tế bào mỡ để dự trữ năng lượng cho cơ thể. Ví dụ như các bạn thấy các loại cá hay là xem thế giới động vật, các bạn nhìn các loại gấu thường tích trữ mỡ vào mùa hè và ngủ đông. Mùa đông do khan hiếm thức ăn nên chúng đem mỡ ra để tạo năng lượng cho cơ thể sử dụng. Trong quá trình kiểm tra cho các bệnh nhân để lấy số liệu tư vấn, mình gặp rất nhiều các cô, các chú, các chị đang ở trạng thái thừa cân. Nhưng khi mình nói về việc thải độc hoàn toàn bằng sắn dây thì lại hoảng hốt nói là nhỡ đâu đói quá không chịu được thì sao mình cũng lại cười và nói với các cô các chị ấy là với thể trạng hiện tại thì cô có nhịn đói cả tháng cũng còn chưa sử dụng hết năng lượng chứ nói gì đến việc mà chỉ có ăn sắn dây chanh muối lâu năm hay tương tamari đây đều là những thực phẩm cung cấp rất nhiều các khoáng chất các vitamin hơn nữa hàng ngày khi các bạn ăn uống thì gan luôn luôn dự trữ một cái lượng glycogen sẵn sàng tung ra khi cơ thể cần. Do đó khi các bạn thải độc bằng sắn dây tranh mới lâu năm mà có bị đói thì đừng có tâm lý qua cơn đói các bạn sẽ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Quay lại với một vấn đề rất là thú vị là tại sao gầy mà vẫn bị mỡ máu? Có một hôm thì có một ý cô đến gặp mình trong cái thể trạng gầy lắm và nói với mình là cô bị mất ngủ tay bì chân tay. Sau đó mình cứ nói với cô là cô bị mỡ máu đấy cô ấy giật mình sừng sốt và nhìn mình với một cái ánh mắt là giống như mình là một người ở hành tinh khác. Mình biết cảm giác của cô ấy lúc đó là nếu như mà có một cái phi thuyền nào ở gần đó thì chắc là sẽ nhét mình vào trong cái phi thuyền đó và trả lại mình về cái hành tinh mình đang sống. Thỉnh thoảng nhớ lại cái ánh mắt của cô ấy mà mình vẫn thấy thú vị. Mình có hỏi cô ấy là cô có thích ăn hoa quả không? Cô ấy trả lời là cô ấy hay thấy mệt do thể trạng gầy. Cô ấy không ăn được nhiều thức ăn Do đó cô ấy thường xuyên ăn hoa quả để cung cấp lại vitamin, đồng thời là thỉnh thoảng uống thêm một hai cốc sữa cho nó có sức và để béo lên. Mình mới nói là mỡ máu nó ở đó đó cô. Bản chất sữa thì có nhiều chất béo và đạm thì mình không cần bàn tới. Nhưng khi chúng ta ăn nhiều đường hoặc hoa quả cũng sẽ tạo ra mỡ máu. Chúng ta biết vai trò đường là nguồn cung cấp năng lượng lớn nhất cho cơ thể. Và đường glucose là năng lượng chính trực tiếp dùng để nuôi các tế bào, đặc biệt là não cần đường để duy trì hoạt động. Tuy nhiên thì đường fructose có ở trong trái cây thì lại phải cần gan xử lý trước khi cơ thể sử dụng. Vì thế khi gan bị quá tải thì đường sẽ chuyển hóa thành mỡ. Gan là cơ quan duy nhất trong cơ thể có khả năng chuyển hóa fructose thành glucose. Khi một chế độ ăn có nhiều calo và fructose, gan sẽ bị quá tải và bắt đầu chuyển hóa fructose thành mỡ. Đó chính là việc tăng mỡ máu. Vì thế khi ăn nhiều đường fructose ở trong hoa quả sẽ gây lắng đọng chất béo ở trong gan, trong máu dẫn tới bệnh lý là mỡ gan, mỡ máu. Thế rồi có rất nhiều cô đến gặp mình trong tình trạng là cô ăn chay trường rất nhiều năm rồi mà tại sao cô vẫn bị mỡ máu? Mình nhìn cô ấy và nói là thứ nhất, cô ăn chay là tốt nhưng chay có nhiều trường phái khác nhau. Nhìn về bản chất thì đúng là cô không sát sinh và không ăn thịt động vật, nhưng cách chế biến đồ chay thì rất khác nhau. Rất nhiều các món chay được chế biến bằng cách là chiên ngập trong dầu thực vật, thậm chí còn bị chiên đi chiên lại nhiều lần. Dầu đã bị oxy hóa thành một chất khác rất nhiều aldehyde đây là một chất độc rất nguy hiểm đối với cơ thể và là nguyên nhân hàng đầu của bệnh lý ung thư. Ngoài ra nó sẽ tạo rất nhiều gốc tự do trong cơ thể. Cơ thể không những không khỏe mà còn phải tiêu tốn enzyme và năng lượng để đào thải gốc tự do ra khỏi cơ thể. Cô ấy có nói với mình thêm là có một số các đồ chay là rau ở trong vườn nhà và cô ấy sẽ mua thêm đồ chay ở quán về để ăn thêm hơn nữa có một nghịch lý là nếu như các bạn ăn nhiều đồ chiên rán thì lại cực kỳ háo nước và hoa quả nên sẽ rất thèm hoa quả điều này giải thích tại sao rất nhiều người ăn chay mà trông họ rất béo thậm chí còn nảy sinh ra nhiều bệnh xin nhấn mạnh một lần nữa là mình không đả kích việc ăn chay ăn chay rất tốt nhưng trong khuôn khổ chủ đề về chất béo thì mình cần phải nhắc tới để các cô bác biết cách ăn uống sao cho lành mạnh Thứ ba là trong một thời gian dài có nhiều người chỉ ăn đồ rau củ luộc và trái cây hoặc nước ép trái cây và cứ hỏi mình là tại sao cơ thể vẫn bị mệt, đi ngoài thường xuyên phân sống, rất hay gặp hiện tượng đau đầu về buổi chiều hoặc tối, hay ngủ mê, rối loạn thần kinh thực vật. Mình trả lời là bản chất trong thực dưỡng, thực vật là một thực phẩm âm hơn ngũ cốc. Hoa quả thì quá âm không cần phải bàn cãi nhiều. Cho nên nếu như các bạn lấy rau củ làm trọng tâm, các bạn sẽ làm cho cơ thể mất cân bằng trong thời gian dài và sinh bệnh là điều đương nhiên. Vậy thì ăn thế nào cho đúng? Các bác sĩ sẽ thường xuyên khuyên các bạn đó là ăn nhiều đồ rau củ luộc, ăn nhiều hoa quả để tăng cường chất xơ, hạn chế ăn đồ chiên xào, các loại thịt động vật, mỡ động vật, đặc biệt là thịt đỏ và cá, vân vân để hạn chế LDL là mỡ xấu và tăng cường HDL là mỡ tốt. Với bản thân mình thì qua quá trình trải nghiệm, mình nhận thấy một điều là có rất nhiều các nghiên cứu tại Mỹ cho thấy nếu ai ăn một lượng vừa đủ mỡ động vật là mỡ lợn thì sẽ kích thích cơ thể chuyển hóa, tạo ra nhiều cholesterol tốt và giảm nhiều cholesterol xấu. Mỡ lợn mặc dù nhiều axit béo bão hòa nhưng giàu khoáng chất tốt cho sức khỏe và vitamin, ví dụ như vitamin D thúc đẩy sự hấp thu canxi ở trong cơ thể. Lượng vitamin D ở trong mỡ lợn có tác dụng giúp cải thiện chức năng về tim mạch, duy trì sức khỏe của phổi và hô hấp, giúp cho cơ thể phòng chống bệnh nhiễm trùng. Mỡ lợn chứa khoảng 40% chất béo bão hòa, 50% chất béo không bão hòa đơn và 10% chất béo không bão hòa đa. Ngoài ra, mỡ lợn còn tham gia vào việc cấu tạo màng tế bào thần kinh, trong khi dầu thực vật không có chức năng này nếu không sử dụng mỡ động vật, đặc biệt là mỡ lợn trong thời gian dài. Cơ thể sẽ khó hấp thu vitamin A, dẫn đến thiếu hụt vitamin A, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về xương, các bệnh lý về mắt, rối loạn nội tiết gây suy nhược cơ thể. Đặc biệt, mỡ không gây béo hơn dầu do là mỗi 1 gram dầu hoặc mỡ đều cung cấp 9 calo nên đều gây tăng cân như nhau mình nhớ là ông bà ta hồi xưa khi chưa có dầu thực vật thì thường dùng mỡ lợn là chính và mỗi khi nấu canh thì sẽ dùng cái đũa chấm vào trong cái âu của mỡ heo sau đó chấm vào nồi canh và khi xào nấu thì cũng tương tự như vậy tuy nhiên điều này vô tình làm cho các vitamin ở trong rau được hòa tan và hấp thu hoàn toàn vào trong cơ thể cho nên khi tư vấn cho các cô chú thì mình thường khuyên là để tốt nhất thì các chú nên sử dụng dầu thực vật nhiều hơn đặc biệt là dầu mè hay còn gọi là dầu vừng vì dầu mè tự nhiên có khả năng chịu được nhiệt độ cao hơn so với các loại dầu khác như là dầu lạc dầu cải và không có mùi đặc trưng như các loại dầu đó cho nên khi các bạn ăn rau thì sẽ kết hợp bữa luộc và bữa xào với dầu mè và muối hồng himalaya bằng cách là chúng ta sẽ tráng chảo bằng dầu mè sau đó các bạn cho rau vào luôn đừng để dầu nóng già nó sẽ biến chất sau đó nêm muối hồng vào thì sẽ làm dương hóa rau và rất tốt cho cơ thể thứ hai là khi các bạn chiên rán nên sử dụng mỡ động vật tiêu biểu là mỡ heo do mỡ heo chịu được nhiệt độ cao nó không dễ biến đổi chất như các loại dầu thực vật đặc biệt mỡ heo có mùi thơm rất dễ chịu khi thành phẩm được bày ra ví dụ như khi các bạn rang cơm kho cá kho thịt thì mỡ heo cực kỳ tốt và đảm bảo cho sức khỏe của các bạn mình xin khẳng định với các bạn nếu đúng là mỡ thực vật chuẩn xịn và nguyên chất để đạt được nhiệt độ trên đồ ăn ngập dầu như vậy thì chắc chắn dầu sẽ bị biến đổi thành chất độc tố đối với cơ thể đây là một điều mình cần phải nói với trách nhiệm đảm bảo sức khỏe cho các cô bác và anh chị và vì một cộng đồng khỏe mạnh thứ ba các bạn sẽ bổ sung các cái loại dầu tự nhiên trong khẩu phần ăn, đặc biệt là ngũ cốc như là các loại hạt, mắc ca, óc chó, hạt điều, hạnh nhân rất tốt cho não bộ, tăng cường omega, các vitamin, các khoáng chất phù hợp với cơ thể. Và quan trọng nhất, nó phù hợp với tỷ lệ vàng đối với đồ ăn của con người, đó chính là 65% là ngũ cốc, 20 đến 25% là rau củ, 10 đến 15% đó là protein động vật thiếu bất kỳ thành phần nào cũng sẽ gây khó khăn bất lợi đối với cơ thể nhưng nếu như các bạn đã chót ăn quá nhiều và thấy cơ thể mình bị thay đổi khó chịu thì trước mắt hãy ăn ít lại và nghĩ đến tỷ lệ này để điều chỉnh lại sức khỏe cho mình cuối cùng mình muốn tâm sự với các bạn một điều chúng ta không nên ăn uống theo trào lưu hay sự mách bảo của một ai hoặc một đám đông nào đó một niềm tin một đức tin là rất tốt nhưng điều quan trọng hơn là bạn nên cảm nhận sâu sắc về bản thân mình chỉ có bạn mới hiểu được bản thân của bạn có thực sự khỏe hay không đừng tin tôi cũng như đừng tin những lời khen mà người khác dành cho tôi mà hãy từ từ cảm nhận xem những lời tôi nói có đúng không nó có giúp các bạn khỏe hay không rồi hãy đặt niềm tin chúng ta cần khỏe chúng ta mới tu tập tốt phải khỏe chúng ta mới mang được năng lượng từ trường tốt để đi giúp người, giúp đời. Video này sẽ có ý nghĩa cho những ai đang loay hoay tìm kiếm sức khỏe chân chính. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy like và chia sẻ video này cho những người thân xung quanh mình. Đồng thời, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh ở phía dưới hoặc ở giữa màn hình để chúng ta có nhiều cơ hội nhìn thấy nhau trong các video tiếp theo và cũng là động lực để cho mình sản xuất những video mới hay hơn hữu ích hơn xin chào và hẹn gặp lại